Hi guys, Miss Cathy mến chào các em. Trong video bài học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em học tiếp bài số 2. Unit 2, Healthy Living. Skills 1, những kỹ năng phần 1. Trong tiết học này, các em sẽ được thực hành hai kỹ năng Reading and Speaking, là kỹ năng đọc và kỹ năng nói. Trước khi đi vào bài, các em hãy cùng cô đi tìm hiểu một số từ, cụm từ và mẫu câu quan trọng của bài nhé. Serious, disease. Serious disease. Take care of. Get enough sleep. More. Less. Special soap for acne. Wash your face with special soap for acne, but no more than twice a day. Pop. Pop spots. Especially. Get serious. Cause. Acne causes small red spots. Scientifically. Detergent. Shampoo. Đầu tiên, chúng ta sẽ được thực hành kỹ năng đọc thông qua bài tập 1. Reading. 1. Work in pairs. Discuss and write each word or phrase under the correct picture. Which skin condition is the most common among teenagers? Yêu cầu của phần 1 là chúng ta sẽ hoạt động theo cặp. Các em thảo luận và viết mỗi một từ hoặc là cụm từ dưới mỗi bức tranh đúng. Tình trạng da nào là phổ biến nhất đối với lứa tuổi thanh thiếu niên? Ở đây chúng ta có 3 bức tranh và các em có 3 từ hoặc cụm từ sau đây. Sunburn, cháy nắng. Chapped skin, da nứt nẻ. Acne, mụn trứng cá. Và như vậy thì chúng ta có thể dễ dàng ghép được ở bức tranh đầu tiên. Đây là hình ảnh của da nứt nẻ, cho nên chúng ta sẽ ghép với là chapped skin. Ở bức tranh số 2, ở đây là mụn trứng cá, chúng ta sẽ ghép cho cô với từ acne. Và bức tranh thứ 3, đây là tình trạng da bị cháy nắng, chúng ta sẽ ghép với là sunburn. Để tiếp tục với kỹ năng đọc, chúng ta sẽ chuyển qua phần số 2. Ở trong sách giáo khoa lớp 7 thì các em bắt đầu có những cái bài đọc theo kiểu là chúng ta đọc đoạn văn và các em đọc để hiểu đoạn văn đó, sau đó chúng ta sẽ làm bài tập. Thì ở đây các em có một đoạn văn trong phần 2. Chúng ta sẽ đọc đoạn văn này. Ở phần 2 thì các em sẽ nối, chúng ta sẽ đọc để nối một phần ở cột A với một phần ở cột B. Và sang phần thứ 3, ở sang mục thứ 3 thì chúng ta tiếp tục với cái nội dung của đoạn văn này. Nhưng mà chúng ta sẽ làm một kiểu bài tập đọc hiểu theo kiểu khác. Có nghĩa là chúng ta sẽ đọc rồi chúng ta tìm những cái ý ở trong đoạn văn ra. Ví dụ như là các em tìm ý chính của một đoạn văn ngắn trong đoạn văn này. Hoặc là chúng ta xem là đoạn văn này nội dung nói về cái gì. Hoặc là chúng ta sẽ tìm một số những cái từ trong đoạn văn nó thay thế cho từ nào, cho cái nội dung nào trong đoạn văn đó. Có một số kiểu làm bài tập đối với dạng đọc hiểu như vậy các em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng phần. Đầu tiên thì các em sẽ đi vào phần số 2. Chúng ta sẽ đọc đoạn văn. 2. Read the passage and match the beginnings in A with the endings in B. Yêu cầu của phần 2 là đọc đoạn văn và các em sẽ nối những cái phần bắt đầu trong cột A với phần kết thúc trong cột B để chúng ta tạo thành một câu. Thì ở đây các em có cột A là gồm có 4 cái nửa câu như thế này. Và cột B cũng như vậy. Tuy nhiên chúng ta phải đọc và tìm hiểu kỹ đoạn văn trước các bạn nhé. Acne is a skin condition. It causes small red spots on the face and the back. It affects 70 or 80% of young people between 12 and 30. More girls have acne than boys.
is not a serious disease, but young people want to avoid it. Here are some tips for taking care of skin with acne. Go to bed early and get enough sleep. Eat more fruit and vegetables and less fast food. Wash your face with special soap for acne, but no more than twice a day. Don't touch or prop spots, especially when your hands are dirty. If it gets serious, see a doctor. Bây giờ chúng ta cùng xem nội dung của đoạn văn mà cô vừa đọc nhé. Mụn trứng cá là một tình trạng da. Nó gây nên những cái đốm nhỏ màu đỏ ở trên khuôn mặt hoặc là ở lưng. Nó ảnh hưởng tới 70-80% những bạn trẻ tuổi trong lứa tuổi từ 12-30. Nhiều bạn nữ thì bị mụn trứng cá hơn là những bạn nam. Nó không phải là một tình trạng bệnh nghiêm trọng, tuy nhiên những bạn trẻ đều muốn tránh nó. Và sau đây là một vài những cái mẹo để chăm sóc cho da bị mụn trứng cá. Ý thứ nhất là đi ngủ sớm và ngủ đủ. Ý thứ hai, ăn nhiều trái cây và rau, ăn ít đồ ăn nhanh. Ý thứ ba, rửa mặt với những cái loại xà phòng đặc biệt dành cho da mụn nhưng mà không quá 2 lần trong một ngày. Ý tiếp theo, không chạm vào mụn hoặc là nặn mụn, đặc biệt là khi đôi tay của bạn dơ. Và ý cuối cùng là nếu như gặp tình trạng nghiêm trọng thì hãy đến gặp bác sĩ. Đấy là nội dung của đoạn văn. Như vậy thì dựa vào nội dung của bài đọc này, bây giờ chúng ta sẽ làm phần bài tập thứ nhất các em nhé. Ở cột A chúng ta có các phần sau đây: acne is, acne causes, acne affects, acne is not. Và phần B: young people's the most, a skin condition, a serious disease, small red spots. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nối các bạn nhé. Ở câu 1, acne is, mụn trứng cá là một. Vậy thì đối với các cái phần ở cột B này, chúng ta có thể chọn cho cô câu B. Và câu này là một câu hoàn chỉnh, có nghĩa là mụn trứng cá là một tình trạng da. Acne is a skin condition. Number 2, câu số 2, acne causes, mụn trứng cá thì gây ra. Như vậy qua cái đoạn mà chúng ta vừa đọc thì chúng ta nhớ là mụn trứng cá gây ra cái đốm nhỏ mà màu đỏ, cho nên chúng ta sẽ chọn được cô phương án là D. Và chúng ta được câu hoàn chỉnh: acne causes small red spots. Câu số 3, acne affects, thì mụn trứng cá ảnh hưởng đến những bạn trẻ tuổi, cho nên chúng ta sẽ chọn cho cô phương án là A. Young people the most, acne affects young people the most. Mụn trứng cá ảnh hưởng đến hầu hết những bạn trẻ tuổi. Và câu số 4, acne is not, mụn trứng cá không phải là một tình trạng bệnh nghiêm trọng. Chúng ta sẽ chọn phương án C. Bây giờ chúng ta cùng chuyển qua phần tiếp theo các bạn nhé. 3. Read the passage again and choose the correct answer A, B or C. Yêu cầu của phần số 3 là chúng ta đọc lại đoạn văn và các em chọn câu trả lời đúng A, B hoặc là C. Number 1, câu số 1. The first paragraph is mainly about. Đoạn văn ngắn đầu tiên thì chủ yếu là nói về A. What acne is, mụn trứng cá là gì? B. How to avoid acne, làm thế nào để tránh được mụn trứng cá? C. Why people have acne, tại sao mọi người lại bị mụn trứng cá? Thì như cô hướng dẫn các em ở phần đầu của cái phần đọc này thì cô nói rằng chúng ta bắt đầu có những cái bài đọc hiểu và chúng ta tìm ý chính của đoạn văn, đúng không? Rồi chúng ta xem là đoạn văn này nó nói về cái gì hoặc là nó không nói về cái gì. Trong phần 3 này chúng ta sẽ làm những cái câu tương tự như vậy. Như vậy thì ở câu số 1 này, qua nội dung của đoạn văn chúng ta sẽ chọn được là đáp án A, đúng không? Đoạn văn ngắn đầu tiên thì chủ yếu nói về là mụn trứng cá là gì. Để xem lại cái thông tin, cái lý do mà khiến các em có thể chọn được đáp án A, thì chúng ta cùng nhìn lại đoạn văn các bạn nhé. Các em hãy quan sát vào dòng bôi màu vàng. Acne is a skin condition. It causes small red spots on the face and the back. Mụn trứng cá là một tình trạng da. Nó gây nên những cái đốm nhỏ màu đỏ
ở trên khuôn mặt hoặc là trên lưng. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua câu số 2. Quick statement is not correct about acne. Lời phát biểu nào sau đây thì không đúng về mụn trứng cá? Như vậy thì chúng ta có 3 phương án và chúng ta sẽ có là 2 phương án là nói cái nội dung là đúng về mụn trứng cá, còn 1 phương án thì nó không đúng với cái nội dung về mụn trứng cá, thì chúng ta sẽ chọn cái phương án là không đúng các bạn nhé. Phương án A, acne is a skin condition. Mụn trứng cá là một tình trạng da. B, acne may get serious. Mụn trứng cá có thể trở nên nghiêm trọng. Ở đây chúng ta chú ý vào từ may là có thể các bạn nhé. Có thể trở nên nghiêm trọng chứ nó không phải là tình trạng nghiêm trọng nhé. Câu C, acne affects more boys than girls. Mụn trứng cá thì ảnh hưởng đến nhiều bạn nam hơn là bạn nữ. Như vậy thì trong câu này chúng ta có thể chọn được phương án chính là phương án C, đúng không các em? Và chúng ta có thể nhớ là trong đoạn văn thì nói là mụn trứng cá ảnh hưởng đến nhiều bạn nữ hơn bạn nam, chứ không phải là nhiều bạn nam hơn bạn nữ, đúng không? Cho nên phương án C này là phương án sai, có nghĩa là nó not correct, nó không đúng so với nội dung đoạn văn. Chúng ta có thể xem những cái thông tin ở dòng bôi màu vàng trên màn hình để các em thấy được điều đó nhé. Ở câu thứ 2, more girls have acne than boys. Nhiều bạn nữ bị mụn trứng cá hơn bạn nam. Câu số 3, what age group does acne affect the most? Mụn trứng cá ảnh hưởng đến nhóm tuổi nào nhiều nhất? A, 12 to 20, 12 đến 20. B, 12 to 30, là 12 đến 30. C, 70 to 80, là 70 đến 80. Đối với câu này thì chúng ta nhớ rất là rõ về cái nhóm tuổi mà bị mụn trứng cá nhiều nhất. Đó chính là từ 12 cho tới 30, đúng không? Cho nên các em sẽ chọn cho cô phương án là B. Và ở đây các em có thể nhìn thấy cái thông tin khiến cho chúng ta chọn câu B. It affects 70 to 80 of young people between 12 and 30. Nó làm ảnh hưởng tới 70 cho đến 80% những người trẻ tuổi ở lứa tuổi 12 cho đến 30. Number 4. How should you wash your face? Bạn nên rửa mặt của mình như thế nào? A. 3 or 4 times a day. 3 hoặc là 4 lần trong một ngày. B. With soap for acne. Với loại xà bông dành cho da mụn. C. With cold water. Với nước lạnh. Như vậy thì trong đoạn văn chúng ta nhớ là đoạn văn này nói về việc là gì? Chăm sóc da mụn là chúng ta phải rửa mặt với những cái loại xà bông dành cho da mụn. Cho nên chúng ta sẽ chọn phương án B. Và đây là cái thông tin khiến cho các em chọn được cái phương án này. Wash your face with special soap for acne. Rửa mặt của bạn với những cái loại xà bông riêng biệt dành cho da mụn. Number 5. What does the word it in the last sentence refer to? Từ it ở câu cuối cùng thì đề cập đến cái gì? A. Acne, mụn trứng cá. B. Disease, tình trạng bệnh. C. Spot, là cái đốm. Như vậy đối với câu 5 này thì các em sẽ cùng cô xem lại đoạn văn và chúng ta sẽ tìm ở cái câu cuối cùng xem là từ it này nó đề cập đến cái gì các bạn nhé. Chúng ta hãy nhìn vào ở dòng cuối cùng. If it gets serious, see a doctor. Nếu nó trở nên nghiêm trọng thì hãy đến gặp bác sĩ. Như vậy thì cái từ it ở đây nó chính là cái gì các bạn? Mụn trứng cá trở nên nghiêm trọng thì hãy đến gặp bác sĩ. Cho nên các em dễ dàng chọn được đó chính là phương án A. Acne là mụn trứng cá. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần 4. Và ở phần 4 và phần 5 thì chúng ta sẽ được thực hành với kỹ năng nói các bạn nhé. Speaking. 4. Work in pairs. Read the passage again. Pick the tips which you can easily follow. Share your ideas with your partner. Yêu cầu của phần 4. Làm việc theo cặp. Đọc lại đoạn văn, chọn ra những mẹo cái mà bạn có thể dễ dàng làm theo và chia sẻ ý kiến của mình với các bạn trong lớp. Đối với phần 4 này thì các em sẽ đọc lại đoạn văn vừa rồi. Chúng ta sẽ tìm ra những cái mẹo mà mình có thể dễ dàng thực hiện được. Tuy nhiên phần này thì chúng ta có thể có những cái câu trả lời khác nhau các bạn nhé. Và ở phần 4 thì cô sẽ gợi ý cho các em như sau. There are more tips.
which we can easily follow to take care of skin with acne. I can pick the following tips. Có nhiều những cái mẹo mà chúng ta có thể dễ dàng làm theo để chăm sóc cho da mụn. Và đối với tôi thì tôi có thể làm theo một số những cái mẹo sau đây. Và sau đó thì các em sẽ kể ra một vài những cái mẹo theo ý của mình mà các em có thể làm được để chăm sóc da mụn. Ví dụ như go to bed early and get enough sleep. Đi ngủ sớm và ngủ đủ giấc. Ý thứ hai chúng ta có thể nói là eat more fruit and vegetables and less fast food. Ăn nhiều trái cây và rau củ và ăn ít thức ăn nhanh. Cái phần chấm chấm này là cô để chúng ta có thể nói thêm những cái ý khác nữa tùy theo ý của mỗi em các bạn nhé. Để tiếp tục với kỹ năng nói thì chúng ta sẽ làm bài tập 5. 5. Work in groups. Read about the health problems below. Discuss and make notes of some tips you can give each person. Then share your ideas with the class. Yêu cầu của phần 5. Làm việc theo nhóm, đọc về những cái vấn đề sức khỏe dưới đây. Thảo luận và đưa ra những cái mẹo mà bạn có thể đưa ra cho mỗi tình huống mỗi người trong mỗi bức tranh này. Sau đó thì chia sẻ ý kiến của bạn với cả lớp. Ở đây chúng ta có các bức tranh kèm theo những cái câu để nói về cái tình trạng sức khỏe của mỗi người trong bức tranh này. Number one, ở bức tranh thứ nhất chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh của môi bị nứt nẻ và chúng ta có câu là I have chapped lips. Tôi bị nứt nẻ môi. Ở bức tranh số 2, I'm putting on weight. Tôi đang bị tăng cân. Ở bức tranh số 3, I often feel sleepy during the day. Tôi thường cảm thấy buồn ngủ trong suốt cả ngày. Ở bức tranh thứ 4, I have the flu. Tôi bị cảm cúm. Ở bức tranh số 5, My hair is dry. Tóc của tôi bị khô. Chúng ta sẽ lần lượt làm từng phần các bạn nhé. Đối với phần thứ nhất, người này bị môi nứt nẻ thì chúng ta có thể đưa ra những cái lời khuyên như thế nào? Chúng ta cùng tham khảo phần gợi ý sau đây. Use some lip balm. Sử dụng một ít son dưỡng môi. Use coconut oil. Là sử dụng dầu dừa. Vậy thì đối với cái tình trạng môi bị nứt nẻ, chúng ta có thể đưa ra hai cái mẹo như thế này. Và ngoài ra thì cô sẽ cung cấp và gợi ý cho các em thêm một số những cái câu nữa, những cái cụm từ nữa để chúng ta có thể khai thác thêm và làm phong phú thêm cho cái bài nói này của mình các bạn nhé. Ngoài hai ý này thì cô sẽ có các ý cho các em như sau. Ở phần 1 thì cô sẽ thêm cho chúng ta ý là take more vitamins, là bổ sung nhiều vitamin, thì cái điều này cũng rất là tốt cho môi bị nứt nẻ đúng không nào. Và ý thứ hai, drink more water, là uống nhiều nước. Bây giờ chúng ta sang bức tranh số 2. I'm putting on weight. Tôi đang bị tăng cân. Chúng ta sẽ tham khảo hai ý đầu tiên. Eat less fast food, beef and ice cream. Ăn ít đồ ăn nhanh, thịt bò và kem. Ý tiếp theo là eat more fruit and vegetables. Ăn nhiều trái cây và rau. Vậy thì ngoài hai ý này, cô cũng sẽ đưa thêm cho các em các ý sau đây. Eat less fat and sugar, là ăn ít chất béo và đường. Ý tiếp theo là exercise regularly, especially exercise for overweight people. Tập thể dục thường xuyên, đặc biệt là những cái bài tập dành cho những người tăng cân. Thì chúng ta có thể đưa ra những cái ý như thế này. Nó rất là đặc biệt và rất là hay đối với cái nội dung bài nói này các em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần số 3. I often feel sleepy during the day. Tôi thường cảm thấy buồn ngủ trong suốt cả ngày. Chúng ta cùng tham khảo hai ý này. Get enough sleep, 7 to 8 hours a day. Ngủ đủ 7 đến 8 tiếng một ngày. Don't go to bed too late. Không đi ngủ quá trễ. Và đối với phần số 3 thì cô cũng đưa thêm cho các em các gợi ý sau đây. Go to bed early and get enough sleep. Đi ngủ sớm và ngủ đủ. Và đặc biệt là ở cái ý thứ hai này, một cái ý rất là hay cho phần số 3. Work and rest scientifically and on time. Làm việc và nghỉ ngơi một cách khoa học và đúng giờ. Còn ý thứ tư là I have the flu.
tôi bị cảm. Keep warm and stay in bed. Giữ ấm cơ thể và nằm nghỉ. Ý thứ hai là drink plenty of water and eat light food, là uống nhiều nước và ăn những cái món ăn nhẹ. Và đối với phần 4 này thì chúng ta sẽ tham khảo thêm các ý sau đây của cô. Stay home and rest, ở nhà và nghỉ ngơi. Keep body warm, giữ ấm cho cơ thể. Eat healthy foods, ăn những thức ăn tốt cho sức khỏe. Và một ý nữa là if you don't feel well, go see a doctor. Nếu như bạn vẫn cảm thấy không khỏe thì hãy đến gặp bác sĩ. Và ở phần thứ 5, my hair is dry, tóc của tôi bị khô. Chúng ta cùng tham khảo ý kiến đầu tiên là avoid washing your hair every day, tránh cái việc là gội đầu hàng ngày. Và ý thứ hai là take vitamins, bổ sung vitamin. Và đối với phần 5 thì cô cũng có thêm phần gợi ý cho các em. Use natural hair conditioner, chúng ta sử dụng cái loại dầu gội có nguồn gốc từ thiên nhiên. Ý thứ hai, not use shampoo with strong detergent, không sử dụng những cái loại dầu gội mà có chất tẩy mạnh. Và một ý nữa là wash your hair twice or three times a week, gội đầu của bạn 2 hoặc là 3 lần trên một tuần. Như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong tiết học ngày hôm nay với 5 phần, 2 kỹ năng reading and speaking. Các em nhớ học bài thật kỹ những cái phần mà cô đã nhấn mạnh và cho các em ghi chép trong nội dung của bài học nhé. Và đón xem video tiếp theo với phần skills 2, những kỹ năng phần 2, chúng ta sẽ có là listening and writing, là kỹ năng nghe và kỹ năng viết.